Nói này ngày xưa cơ duyên đến, cơ trời tới, khoảng 2 năm 14 chú Hồ không có ý mua thêm đất nữa. Nhưng mà đất tìm chủ không có tìm đất. Cho nên người chủ này lên đây gặp biết bao nhiêu chuyện lạ, cái người ta sợ cái kiếm chú Hồ bán. Đó là ông Nguyễn Văn Bình, cháu của ông Đỗ Mười, kêu Đỗ Mười bằng cậu ruột, người ta tỷ phú mà trụ tiền để trong tủ xài không hết, cần gì bán hết. Cái lúc đó cháu hộ cũng bận build cái mấy cái hãng không có nhiều vốn, cái ông nói thôi bán chịu cho em rồi này nọ. Cái thử mua lần đầu tiên mua 30 acre là chỗ này nè, có 30 thôi, số 3 số 0. Thì ông Bình ông bán thì thời đó ông bán 2,5 triệu, thì thường mua 30 acre 2,5 triệu thời đó không có gì hết, không có xi măng chẳng gì hết. Rồi sau thì bỏ gần 700.000 làm con đường song song, không làm cầu thang trước rồi làm con đường sau để mà mình lên núi được, quá không thì cái cầu thang này nó có khoảng gần 500 thang cấp. Thì khoảng năm 2000, khoảng năm mấy sau 2015 là bắt đầu xây cầu thang, mà một ngày mình xây được có một khúc à, khoảng chừng 7-8 mễ vậy, thì từ đây tới đó khoảng 20-30 feet thôi, đâu làm nhiều được, tại vì nó phải kèo đất ra rồi dốc nữa, tức là chừng nhớ lắm 30 step mỗi ngày vậy đó, tại dốc nó không có giống như thẳng, xi măng cũng bơm lên cũng khó, nhất là trên đó mấy cái ống xi măng nó đâu có bơm lên tuốt trên cao được. Thì làm khoảng gần năm mấy hay năm mới xong, rất là khó. Rồi 3-4 lần mấy anh mễ nó mệt quá, nửa lưng núi á, giờ lên nó đói bụng, nó không có đi ăn là nó đứng trời nắng buổi trưa mùa hè thời đó cả 100 độ, nó té mấy lần. Cái ông Sơn Đần ổng đỡ nó vậy, té nó ngã ra vậy nè, cái ông đỡ gì nó cũng thấy cũng lạ mà nhiều lần lắm. Cho nên sau này ổng kể cho Hụ nghe cũng công của ông Sơn Thần giúp nhiều, chứ không có mấy gì mình không có thể có cầu thang này được. Nó là giống như dạng Lý Trường Thành vậy đó, nó không phải thẳng dốc lên còn thấy lên nó ghê hồn, không ai chịu nhận cái chết này hết. Việt Nam là sợ luôn, không có nào không dám làm. Thì có mấy anh mễ cho phụ trả tiền gấp đôi, xi măng bơm lên cũng gấp đôi, lại cái ống mà bơm ngược nó bơm không có nổi, nên nhớ xi măng nó như nước phải không. Ồ nó cực cực kỳ, mình mới có cầu thang ngày hôm nay ở Thiên Long Sơn. Thì nhiều tai nạn nhưng mà cuối cùng thằng nào mà té xỉu thì ông Sơn Thần cũng đỡ hết, cho nên không có một cái tai nạn là số không. Tóm tắt lại, đến ngày mà xong á, ngày đầu tiên xong thụ là người sai định nhất, sai định nhất Việt Nam là gì ta, hào hứng không thụ, tôi phải nghĩ đầu tiên cũng giống như là xe mới vậy đó, mình phải ngửi mùi xe mới phải không, mình phải cắt băng thánh thành đồ đại khác. Như người đầu tiên 6 giờ sáng vừa khô á là thụ đi lên tới chỗ điện thoại, mà đi thời đó mình đi mình cũng ngó qua ngắm nghía, lúc đó còn chưa có cái này nữa nè, mà nó chỉ cầu thang không à, nó mới mà chưa có tay cầm. Rồi xong đó là bảo lại thụ ngủ cũng ngay ngày đó, cái vụ thấy mẹ Phật mẫu mà đứng ngay giữa, biết bao nhiêu mấy vị Phật mấy vị là hán ngay giữa cầu thang, đông lắm, mà mấy vị nói chuyện với thụ, vị nói một bước con đi trong giấc mơ á, thụ cũng đi thiệt luôn, nó không phải là mơ mà nó là giống như thiệt á, mỗi cầu thang bước một cái nhưng mà con sen nó mọc ra, tức là 500-600 cái bông sen nó mọc lên mỗi cái step. Rồi lúc đó mẹ mới nói cái cầu thang này sau này sẽ đưa muôn trùng nhân loại về trời là nhờ cầu thang này. Thì mẹ nói câu đó, sư phụ có nguyện, cũng có cái nguyện lực đó, ai đến Thiên Long Sơn á, làm gì làm đi lên một lần để mà được cái thọ ký đó, tại thọ ký của mẹ của sư phụ nữa. Mà trong lúc mà lần đầu tiên mà sư phụ đi á, là mỗi cái bông sen nó mọc, rồi mẹ có nói người nào lên đây á, có sân si, có ngã mạn, có ích kỷ, có giận hờn,
có buồn chán, có quán ghét cuộc đời, hay là tiền tài tình tù tội gì whatever một đống, đi lên cũng sẽ không còn. Chỉ có cái là biết cuộc đời này mình phải trân trọng từng hơi thở, từng giây phút, và mình phải trân trọng, tôn kính trời Phật lúc nào cũng vượt quanh mình, không có bỏ mình. Chỉ có cái mình không thấy, rồi mình gặp những cái nghịch cảnh ở đời, những người thân ở đời làm cho mình khổ, rồi mình nghĩ là mình cô đơn, nhưng mà thật sự chúng ta không ai cô đơn hết. Có muôn trùng mấy chư vị xung quanh mình, luôn luôn lúc nào cũng bảo vệ và lo cho chúng ta, lo từng giấc ngủ, lo từng hơi thở, lo từng những sự bất công trong đời. Nếu chúng ta giữ tâm thành, giữ cái tâm gọi là tâm biết cha biết mẹ là ai, và đồng thời chúng ta biết được là chúng ta đang ở vào một cái giai đoạn cực kỳ thử thách lớn đó, tận thế đó. Mà cái xác phàm mà không làm cái gì á là rất là lâu lắm mới được mang thân người trở lại. Nó không có giống như mấy chục năm gì trước, trăm năm gì trước, chết cái không có tội gì, cái đầu thai là mang thân của quyền ngược lại liền lập tức. Thời nay nó không có ông vậy. Thời nay khi mà đi rồi á, mà người mà không có tạo phước, không có tạo đức của hiện tại nè, trong những cái ngày giờ này nè, đi cái là đi luôn. Dù cho cái thí dụ giống như bà Trương Mỹ Lan, bà lấy tiền của quốc gia mười mấy tỷ đô hả? Mười mấy tỷ hay bốn mấy tỷ đô? Mười mấy hả? Ủa? Thì một số tiền rất là lớn, mà trong đó là có cả ngàn người, những cái người có chức vụ cao á, móc nói nhau, họ như cái đường dây á, giết bả để diệt khẩu á, thì những người này sẽ bị đọa muôn trùng, con hiểu không? Tại vì họ không còn cái phước, không còn cái thời gian để mà tạo phước nữa. Các con là có đại phước, hôm nay còn đứng đây, hồi xưa vợ con làm tội gì không còn biết, mà đứng đây rồi là xỏ. Đi lên cầu thang này là chỉ một đời này, một thân này còn 40 năm, con mới có hai mấy ba chục tuổi, còn 5-70 năm, tức là mấy con có dư thời gian để mà dọn đường về. Mà trong lúc dọn đường về, chúng ta sống một cách thiên đàng hạ giới, hệ thiên long sơn, là vì chúng ta tâm rất là an nhàn, không có bị tension, không có bị căng như những người mà không có hiểu về tâm linh, không có hiểu về thiên long sơn, không có hiểu về thiên tâm. Họ sống rất là anh ba lần. Bữa nay họ ai chọc họ cái này là họ nhịn được một ngày, cái gặp thằng thứ ba vừa đụng vô giống như giọt nước mà tràn ly đó là họ bùng phát lên. Họ không có release như chúng ta có filter, chúng ta cũng vẫn còn bực, cũng vẫn còn giận, nhưng mà chúng ta có cái núi về đây, giống như chúng ta clean up mỗi ngày, cho nên chúng mấy con không có bị lỗi nhiều như ta, không có bị tạo nghiệp nữa. Đó là thật sự là có đó. Cho nên cái cầu thang này, cái núi này, nó là một cái nhà thương, một cái nhà thương, mà nhà thương này á là vô giá nữa, có Phật Thánh Tiên là bác sĩ. Và khi mà ai về núi, tâm cũng an nhàn, bệnh tật gì cũng hết. Đó có chứng minh đó, mười mấy năm nay cái núi này cuốn rất nhiều người, mà ngoài đời đâu có bao nhiêu người hiểu. Những lời thủ nói là những lời chân tình thật tình, tại vì thủ là con của Thượng Đế xuống trần để cứu chúng sanh, không nói sao mà cứu. Chuyển luân pháp dương phải nói lên những cái gì mà người đời không biết, những cái mà bí mật của cõi vô vi người đời đâu có biết. Sư phụ sống hai cõi hữu biết sư phụ nói, nhưng mà ngược lại có những chúng sanh không biết thì dự cột mà nghe, ngồi đó mà vẽ voi vẽ dòi vẽ đuôi vẽ chân. Sư phụ không có lý do gì mà lên mạng năm nay mà nói những chuyện không không. Bây giờ ông thấy không, Trump trở lại Biển Đông, Trung Đông, rồi vào tiết tháng 3 đó, nhật thực, rồi bữa nay là thanh minh, bao nhiêu chuyện đó, chỉ cần nghe một clip thôi là quản hồn rồi. Trở về chuyện chính của mình là không, thì khi lúc đó những vị Phật mẹ
đã thọ ký cái cầu thang này cho chúng ta, thì tất cả họ Thiên lớn tuổi hay nhỏ tuổi về đây rảnh rảnh đó, thì cứ đậu xe cái này là đi bộ lên cái à, đâu có nhiều đâu, nó có 15 phút hả không, nhưng mà ít nhiều á là mình được thọ ký. Thọ ký có nghĩa là được register, giống như được sign up vậy, con hiểu không? Cũng giống như giờ trước khi con đi nhà hàng, con reservation cái table á, cái bàn vậy đó. Cái này cũng giống vậy. À, cho tôi một chỗ lên thiền bát nhã. Đó là thật. Rất là thật luôn. Quả sự thật luôn. Ngoài cái thật, ngoài cái tưởng tượng của con người. Nhưng mà những lời này nói, chỉ có những con người có hữu duyên hữu phước mới hiểu. Sau này nó sẽ có giá trị khi mà hộ về trời. Còn bây giờ đâu có bao nhiêu người hiểu đâu. Là gì? Không phải lỗi của sư phụ, không có nói rõ. Tại tiếng Việt nãy giờ nó cũng rõ rồi. Nhưng mà lỗi là vì cái tâm của họ tham, sân và si. Cho nên ba cái đó nó là ba cái cuộn lửa và ba cái luồng khói đen rồi trượt đó. Nó che cái màn vô minh, cái tâm không còn sáng nữa. Không còn sáng thì giống như mù à. Mù sao đọc chữ được? Mù với điếc thôi. Cho nên giờ sư phụ có nói kiểu nào, nó làm kiểu nào, họ cũng không có cảm nhận được. Đó là hiện giờ đa số chúng sanh vậy. Cho nên mới gọi là 10 chết 7 còn 3, chết 2 còn 1 mới ra Thái Bình. Nhưng mà ở sâu xa kia đó, có những người có đại phước, khi họ khổ, họ bệnh trong lúc việc đó nha, họ còn có phước hơn những người ở gần đấy. Họ nghe được và họ có cái sự tu học của họ. Tại vì bản không có bận như ở Mỹ, cho nên mấy chục triệu người mới hiểu và tin. Huống hồ chi là mấy trăm năm Đức Thầy cũng đã nói rõ rồi, bây giờ cộng thêm nữa thì là hai cái để mà so sánh. Bao nhiêu kinh điển Đức Thầy, bao nhiêu kinh điển ở những tôn giáo nói gì về cái gì, nói về thời đại tận thế, nói về một người, nói về một người sẽ reborn, nói về một người sau này sẽ cứu nước Việt. Cái chân mạng sư phụ là cứu nước Việt, cứu trái đất, thì chuyện đó sẽ xảy ra. Cái Long Sơn này từ đây tới cuối năm sư phụ cố gắng mở cửa rộng rãi thoải mái lên, không cần khúc, để cho người ta có cơ hội nghe được cái này, người ta mới ấy. Thì lúc đó đó, nếu mà 10 năm nay mà cái cổng này đừng có bị ma quỷ mà nó đóng á, dùng chữ là gọi ma quỷ á, thì là mình hôm nay ở Mỹ này dùng này á, cả thêm 5-7 nghìn đứa đại tử họ thêm đầy cái núi này. Chứ không phải chỉ có những đứa mà hiện giờ đang có phước, vài trăm đứa vòng vòng đây rồi Cali rồi này nọ, mình có chia hành đe chỗ này chỗ kia, mà là quá ít. Mà quá ít mà hôm nay qua cái sàng lọc nữa, còn lọt mớ lịch bịch xuống nữa. Thì mấy vị nói anh là vì họ không có đủ cái phước á. Nên là thôi tạm biệt mấy đệ tử này một thời gian dài ba tua đó. Đó, mấy chị, mà em qua mấy vị nói với phụ vậy đó. Tại vì sàng lọc mà. Chứ không phải là sinh hoạt trên núi này lâu là sẽ lọt về kỳ này đó. Tại vì sàng lọc ghê lắm. Sư phụ là thiên tử, một người quan trọng nhất của cái thời đại này, là người quan trọng nhất của nước Việt. Ai gần sư phụ phải có lập nguyện thề là trung thành với cha, trung thành với cuốn kinh thì mới gần sư phụ được. Còn sư phụ trước khi mà nhập thất 2 tuần, Đức Thầy hiện về, con mai mốt con sẽ bị xỉa xói hàng quan, con chỉ cười thôi. Mà sư phụ cũng có hiên ra, sư phụ nói trước. Bây giờ cuộc đời tu hành của sư phụ từ năm 2007 có cả trăm cô thương sư phụ, nhưng mà thương thì thương, còn sư phụ là cục ngọc, vẫn là cục ngọc. Hàng đệ tử không có cái tư cách để mà có cha nữa, thì ví dụ mấy vị mới dùng cái đó để sàng lọc, để coi có một thầy một đạo tôn trọng sư phụ mình không, thì mới có lòng tin. Tại khi làm việc lớn hay việc nhỏ, hay là cả vợ chồng hay là con cái, giờ con đẻ đứa con không có lòng tin, nó tối nó vô trong phòng nó làm chuyện gì mình đâu biết. Cho nên tất cả chúng ta đều phải có cái lòng tin. Thì qua một cuộc sàng lọc
sư phụ mới nhìn thấy rõ được tất cả mọi việc thêm chút để mà sư phụ bắt đầu rảnh tay chuẩn bị khăn gói lên đường, chứ không có sàng lọc để y như cũ. Cái núi này sẽ không có độ được nhiều chúng sanh, cho nên từ nay Thiên Long Sơn sẽ thanh bình như mặt hồ. Mấy con quay mặt hồ đó, không có một cái cợn sóng, chỉ có nước và đẹp thôi. Thiên Long Thổ cũng vậy, cũng sẽ không có cái gì gọi là sóng gió nữa, nước sẽ vẫn trong như vậy. Cái gì cũng phải có thử thách và có sàng lọc. Trong tương lai ngày đầu 24 khi mà mua ở đất này, thì những chị gì nói sau này khi mà trứng rồng nó nở á, hàng tỷ hàng vạn người ở hải ngoại khắp thế giới sẽ kéo về Thiên Long Sơn, thì lúc đó sẽ không còn sư phụ đứng đây nữa. Nơi đây á, những ngày đầu chị Thánh Mẫu Liễu Hạnh với Đức Thầy và những vị mà dạy dỗ sư phụ á, cả cha nữa, cha Thượng Đế, mẹ đông lắm, vị nào cũng nói nơi này là nơi tạm dung, cái nồi, một cái thao trường, một cái khung, cái hình là nước Việt, cái này cái khung, cái mấy vị dùng những cái danh từ mà nãy giờ tôi nói, mỗi vị dùng mỗi danh từ, vị thì nói ở đây là xây cái móng, ở Việt Nam mới là cái nhà, cái vị thì nói ồ Thái tử đây chỉ là cái khung thôi, cái hình là bên nước Việt. Có vị thì nói đây là thao trường luyện võ thôi, đây là chỗ tạm thôi, không phải là chỗ thật, không phải chỉ ôm cái ngọn đồi nhỏ xíu này mà ôm cả 300 triệu người trong lòng. Cái mình nói đến khi có 100 triệu người làm sao mà ra 300 triệu người, chú cũng đâu biết. Thì mấy vị nói vậy đó, sau này sư phụ cai quản khoảng 300-400 triệu người trong đời này. Thì những cái danh từ mới vậy dạy gần mười mấy chục năm nay, thì hôm nay cái bức hình á, bức hình mà con chơi puzzle á, gắn vô không, thì cuối cùng gắn vô cái nữa nó thành nguyên cái bức hình, giật mình mới biết mình quen lâu rồi á. Thì cái bức hình đó sắp sửa bây giờ thấy trên thế giới này năm cái án là cái ác búa liềm á, nó có bốn nước trong đó, ác chùm khăn, rồi cái ác giàu có thế giới tiền tệ, rồi cái ác đầm lầy thổ tả. Thì bây giờ ông Trump ổng lên cái là đầm lầy thổ tả là sạch. Cái ác chùm khăn bây giờ thằng Do Thái nó đã diệt xong đám thằng Hamas rồi, thằng mà làm hai cái tòa nhà của Mỹ sập rồi. Bữa nay Biển Đông gần tàu rồi, đúng không, chạy ẩm ẩm ngoài dậy sóng ngoài rồi, đúng không, đâu phải nó dư xăng mà nó chạy kiểu đó con, phải không. Ủn đang đói nữa, Ủn nghe lệnh của Putin với anh Tập mình đó, thì con nhìn thấy ở thế giới này không còn ai cứu nước Việt nữa. Hồi xưa thì nghe, phải không, sau đó thì nghe cái bữa giờ nghe 2 năm mà thấy nghe điêu tàn rồi, vũ khí nghe yếu rồi, nghe hết cứu nổi. Sau đó tới nghĩ là mấy anh Tập cứu nước Việt. Bây giờ anh Tập lo anh không xong, đang đói, sắp chia năm sẽ bảy, đúng không? Thì nước Việt chỉ dựa vào sơ bộ hồi 5-7 năm trước thường nói, bây giờ cũng nói luôn, tại họ cũng đã nghe nhiều rồi. Chiếc xuồng con ở sau chiếc xà lan mà, xuồng con đâu có cái máy, cái dầm cũng không có nữa. Rồi khi chiếc xà lan sắp bị chìm, thì xuồng con trôi về đâu? 6 triệu chim hiền á sẽ về á trong năm nay á, nó không phải chuyện đùa. Chỉ có người vô minh mà sư phụ nói là tham sân si giành quyền lực, họ mới u tối cái tâm, u tối cái óc. Cái tâm nó sáng thì cái óc nó mới sáng. Họ chỉ nhìn tiền với nhìn quyền lực với nhìn thôi, mà sau lưng á là giật thẳm với cọp beo với cạm bẫy á, sắp đưa họ đi như kiểu bà Trương Mỹ Lan, bất cứ lúc nào bảo họ có hay. Cho nên cái xương 2-3 cái xương sườn sẽ gãy hết.
Việt Nam đâu có thể không có chỗ dựa thì lấy sao sống. Cái gì nói hồi xưa đó, ngày á, ngày mà Bác Hồ ký cái hiệp ước với cha đó, 80 năm hết hạn rồi đó. Bác Hồ giờ có đội mồ lại cũng không có giữ nổi. Thì cái ngày 75 á là chậm á, còn xuống tàu vượt biên, còn lên nóc nhà tổng lãnh sự quán. Còn cái bà Mai Phương mà đài phát thanh Sài Gòn lái bo bo là còn chậm. Còn đi đường bộ qua miên đồ là còn chậm. Đi tàu vượt biên nhỏ nhỏ là còn chậm. Còn thời nay á, mấy vị nói á, là khi mà sao vàng bản đỏ rụng đầu nay mai mà sao mà rất đầy đường, nó có mấy cái bài thơ đó, nó còn lẹ hơn thời xưa gấp trăm lần. Tới vì con cái với tiền ở Mỹ hết rồi, vé máy bay thẻ xanh quốc tịch nó đầy đủ rồi, chỉ cần đẩy cái cặp táp lên phi trường cái là nó đóng cửa máy bay là đi, nó lẹ lắm. Thì mấy vị hồi đó mấy vị có nói mình không nghĩ một bất chiến tự nhân thành thì ít nhất cũng phải có thời gian như 30 tháng 4 phải không, sẽ tăng ủi cổng Dinh Độc Lập đồ. Nhưng mà mấy vị nó không có, hồi đó thấy như vậy đã là lẹ rồi đó, mà lại là chậm hơn thời này. Thì con có tưởng tượng như thế nào? Lời này lời thật đó. Nếu mà lời giả 5 năm nay không có thể giả hoài được đâu. Chúng hết trơn rồi đó. Chuyện đã tới rồi. Mọi chuyện đã tới rồi. Chuyện này nói cái gì cũng trúng. Không mau mà quay đầu tỉnh ngộ đi. Mấy đại ca, rước em về đi. Chỉ có mình sư phụ mới cứu được nước Việt trong cái thời giai đoạn loạn lạc này. Sư phụ có lòng người trong nước, sư phụ có lòng người hải ngoại. Sẽ không có một giọt máu đổ, sẽ lấy ân báo oán, không có để ai mà hiếp ai hết. Thù dám hứa, mấy vị nói gần mười mấy năm nay cộng sản đâu phải ai cũng là người xấu, quốc gia cũng đâu phải ai là người tốt, chỉ là cái danh hiệu, chỉ là cái ý thức hệ thôi. Bây giờ nó cái hàng Mỹ này dân chủ thì Biden có người tốt không? Nó có ông nội cộng sản nó còn lấy thế mình còn hơn. Cho nên cái thể chế, một cái công thức, bây giờ ai cũng có thể mở quán phở, ai cũng có cái recipe của mình riêng, công thức của mình riêng, thì ai thích kiểu nào thích kiểu đó. Nhưng mà cái lợi chung của dân tộc hôm nay cần phải thay đổi một cái thể chế mới, đó là quân chủ lập hiến để mà bắt Trung Nam đoàn kết. Không có thể người Huế, người Bắc, người Nam, rồi người ăn nói lưu lót rồi chức trưởng, người ăn nói không lưu lót rồi chức phó. Một cái thành phố phát triển Sài Gòn là nuôi cả cái nền kinh tế quốc gia, người ta chỉ thích làm ăn với người Sài Gòn thì đó là thủ đô, chứ không có thể Hà Nội. Hà Nội chỉ là hành chánh thôi, cái gì nó phải đúng cái đó. Mà trong khi Trung Cộng nó bỏ xe tăng ra chạy có mấy phút là chip, thể quốc gia mà thủ đô mà gần Trung Cộng á là quốc gia dễ bị mất. Nó phải xa một chút để mình có một chút phòng thủ, đúng không? Cho nên cái gì cũng đi ngược lắm. Cho nên cơ trời hôm nay làm lại hết, cái gì cũng sẽ đúng lại hết. Lời sư phụ nói lời thật thì mất lòng. Chứ thật sự sau này á, cái ngày á mà hèn nhất, cộng sản nó có cả chục phe, thì chỉ nói cái phe mà gọi là đại đại nghịch thiên, thằng nào cũng nghịch thiên á, thì nghịch thiên 30%, nghịch thiên 20%, nghịch thiên 5%, nhưng mà cũng vẫn là nghịch thiên. Nó có muôn trùng mưu kế để nó giữ đảng, nhưng mà muôn tính kiểu nào cũng không bằng trên tính. Thù nói cái thằng nghịch thiên 100% á, đến ngày mà nó không có còn chiêu gọi là quậy thù giống như 10 năm nay nó lên núi nãy quậy á, thì nó sẽ dùng cái chiêu nó làm mỗi cuồng phiên chế nhiễu thù hộ, để cho thù mất lòng dân đó. Thì tất cả 100 triệu dân phải chuẩn bị là ngày đó là ngày tàn của nó. Nó hết chiêu để nó đem, nó tung ra, nó đấu võ. Nó làm chiêu nội bộ của sư phụ đó, náo động. Nó làm chiêu này, nó gài người kia, nó lấy tin tức nọ, lấy phim nó ghép. Chỗ của ông Trump mà còn bị nó ghép phim vừa rồi, con thấy không? Nó lấy một chữ cho nó ghép thôi. Cho nên sư phụ rất là mong coi cái phim này của tụi nó. Coi, giờ sư phụ lên mạng 5 năm trời, ngày nào cũng nói, ngày nào cũng gặp mấy đứa. Làm sao mà cũng là phân nửa thân phàm. Phân nửa thân phàm, không lẽ không có làm gì sai à? Thánh nhân còn sai à? Lão Khổng Tử còn sai. Cái vụ mà ăn cơm bụi á, nó hiểu không? Thì chỉ có cái mà họ không có tìm được cái gì lỗi khác à, thì họ chỉ làm đó. Ô xuống trận,
ca đâu có phạm giới luật. Bây giờ nói chuyện đạo hay là sinh hoạt trên núi, miễn sao cái công việc nó hoàn chỉnh hoàn hảo rồi thôi, thầy trò cũng cần thư giãn này, đi chơi này, lái tàu này, cái này nọ thì là normal life, đời cho đúng đời, đạo cho đúng đạo là chỗ đó. Nhưng mà khi mà người ta muốn xuyên tạc thôi mấy con, kiểu nào người ta cũng xuyên tạc. Thấy nhỏ nào mà có tài tài mà trẻ trẻ gần sư phụ là họ khác. Tức là cái chiêu của Duy Cộng là giỏi xuyên tạc, giỏi nó láo. Vua nó láo. Bác anh hùng, tôi cũng anh hùng á. Bác Hồ cũng cầm cái cục gạch đỏ. Thôi nói nhiều quá, mấy đệ tử này chờ lòng. Chứ không có mấy đệ tử này hiểu nói nữa. Ông sen lên thiên đàng. Mới gì chưa tới lưng chừng đã mệt, bây giờ thiên đàng càng khó hơn, muôn trùng dữ dội, giữ lòng tin đi để mà đi, không phải đi để mà tới thì tự nhiên tới, bước mỗi bước cầu thang đừng có mong tới, đừng nhịn trên này cứ bước họ cũng tới. Bây giờ không có đi nó hóc. Đây của nó sư phụ có thể làm máy nhiều quá, mình hít thở mấy cái chất mà khói nó ra nó ảnh hưởng sức khỏe không sư? Xưa lúc mà hồ bị xiển là do xây cái chùa Phi Minh á, nó gạch trống, lúc đó còn thanh niên á, mấy thanh niên cũng 30-40 sức mạnh kinh hoàng, rồi xen mấy cái gạch á, bụi xi măng á, nó thấy cái chùa đi nguyên cái đó và cho nên nó hít vô đó nhiều. Mà thời đó mình đâu phải nghề cành trắc xanh, mình là tay mơ nhào vô, đâu có chịu bịt mắt bịt mũi gì đâu, bịt nó khó chịu á. Mình cứ nghĩ nhích chút sao, nhưng mà mỗi ngày hít vô mấy tiếng hồ thôi, trời ơi về nó đóng một cục ở trong phổi luôn á. Nó là một lần á, là từ đó xiển. Cái lần mà nấu bánh tét ở Thiên Long Sơn, cái vụ thời đó ông chả có để ý nữa, mà thấy cái cây là đốt vô, đốt nguyên cây mà mình của chữ lửa của ông học á, trụ nó dầu trọng nó đốt khói mà đã lỡ đốt vô rồi trời luôn, 3-4 tiếng hồ ngửi khói dầu của cái cây chữ lửa, cái phổi này chắc cũng muốn bành á, cũng may trời Phật giá lợi, rồi đi khám bác sĩ kì đó, ho quá trời bị nám. Tại ngửi mấy cái đó, bánh tét á, mà bằng củi mà bằng cái cây gầy xe lửa. Nó ngầm dầu hắt á. Nên từ đó hồ hồng có ấy nữa. Mà xưa ngu lắm, mấy mùa núi khoái lắm. Tối nào cũng đốt củi rồi nướng hoa lan rồi chúm xúm nha uống nước trà. Mà đâu có củi làm biến á, thấy mấy cây cứ đốt vô mà trong nó có dầu. Sau này hết rồi. Giờ mấy giờ khám phổi, khám gan, máu huyết đồ số 1. Không bệnh gì hết, thưa quý vị, không có bệnh gì hết. Chỉ có cái bệnh là ở gì không? Bệnh thương đệ tử. Bệnh nó nặng. Đệ tử có lỗi cũng thương. Như con mình vậy đó. Đại lập thầy nguyện là phải thương đó. Mấy đại tử này cũng đi trở lên, tội nghiệp quá, đi xuống rồi đi lên trở lại. Thôi về đi khỏe làm về, đi chứng. Này lên thiên đàng thiệt á. Về đi khỏe hai cái chứng. Gia cả mình đang đi khỏe hai cái chứng, chứ mình ngồi chủ cái chứng.
Có đang ra đây ca bản mùa xuân xe có hoa đào hả? Đó, đây. Con cảnh đẹp.